Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ Cuộc sống ở Mỹ. Cuối tuần này mẹ của cô ba nhỏ nấu mì Quảng rồi kêu mọi người qua ăn. Thì bên này nhà của cô ba nhỏ cuối tuần thì hay thay phiên nhau nấu rồi gọi mọi người qua ăn vậy đó. Thì hôm nay mẹ của cô ba nhỏ nấu mì Quảng. Nhưng mà mì Quảng này là nấu theo kiểu ở Sài Gòn, ở miền Nam, chứ không phải là chính gốc của mì Quảng giống như là ở miền Trung nha. Thì mọi người coi sẽ thấy ô cái mì Quảng này sao mà khác quá. Thì nhà của cô ba nhỏ hay quen ở Sài Gòn á, thì quen ăn những cái món nước á, thì phải thật là nóng, và nước lèo thì cũng nhiều, giống như là ăn hủ tiếu, ăn phở, ăn bún bò Huế này nọ đi á, thì những cái nước lèo á, có rất là nhiều. Nhưng mà cô ba nhỏ biết á, thật ra là cái món mì Quảng thật sự của người miền Trung á, thì người ta bỏ rất là ít nước. Cho nên là mọi người nhìn cái tô này sẽ nói ô cái này không phải mì Quảng. Nhưng mà đây là mì Quảng lai rồi. Với lại bây giờ ai thích ăn cái gì thì bỏ cái đó. Có nhiều khi người ta ăn nước ít á, không có quen, cho nên là bỏ nhiều nước vô cũng không sao. Thì hôm nay mẹ của cô ba nhỏ nấu mì Quảng. Thì có tôm nè, thịt nè. Rồi mẹ của cô ba nhỏ lấy sườn á, sườn non á, sườn non rồi hầm nó để nấu nước lèo. Rồi cái gân á, cái sụn nó mềm mềm mà nó vừa ăn lắm. Yummy, rất là ngon nè. Cá tôm rồi ram với thịt bỏ vô, rồi đậu phộng, rồi giá, rồi cái gì đó, bánh đa, bánh tráng mà mè đó, rồi mình nướng lên. Nhưng mà bên này mình không có nướng, mình bỏ vô microwave á, cái mình hâm lên cỡ chừng 1 phút hay 1 phút rưỡi á, là nó vòng lên là xong thôi, chứ không cần nướng giống như Việt Nam đâu. Cô ba nhỏ biết á, mì Quảng có người nấu bỏ thêm mực với lại tôm, hải sản nữa, rất là ngon. Nhưng mà anh ba là người miền Trung thì có nói với cô ba nhỏ là hình như là cái vùng nào người ta gần biển hay là người ta có cái gì thì người ta bỏ cái đó. Cái chỗ, cái vùng nào mà gần biển người ta có cá, có tôm, có mực gì đó thì người ta bỏ vô. Rồi còn không thì người ta chỉ để thịt rồi với lại tôm, rất là bình dân thôi. Cô ba nhỏ thấy người ta dùng cái nồi hơi để hấp bánh cuốn, cái nồi hơi để tráng bánh cuốn á, thì người ta cũng có thể tráng mì luôn. Tráng mì để người ta cắt ra từng sợi để làm mì Quảng vậy nè. Nhưng mà thật sự hình như là nó giống như là bánh phở vậy đó. Nhưng mà người ta bỏ màu bột nghệ vô để cho nó thành màu vàng, cho nó nhìn giống như mì Quảng vậy đó. Ở nhà của cô ba nhỏ, mẹ của cô ba nhỏ nấu á, thì mua cái gói mì Quảng khô ở ngoài chợ á, thì nó đã vàng sẵn rồi. Còn nếu mà cô ba nhỏ nấu ở nhà thì cô ba nhỏ mua cái bánh phở mà cái loại cọng dẹp mà cọng nó rất là bự á, rồi cái mình ngâm nó với lại bột nghệ cho nó vàng, rồi sau đó mình luộc lên thì nó thành cái mì vàng vàng thôi. Bây giờ nghĩ lại là không biết lúc ở Việt Nam á, cô ba nhỏ có ăn mì Quảng chưa ha. Chỉ biết cái tên của nó nhưng mà hình như là không nhớ được là ở Việt Nam là mình đã có ăn mì Quảng chưa nữa. Hay là có nhưng mà cô ba nhỏ không thấy ngon cho nên không có ấn tượng gì với nó, cho nên là cũng chẳng biết. Nhưng mà bây giờ lớn một chút á, thì mới nhớ được là cái lần đầu tiên mình ăn mì Quảng á, là chắc cũng lâu rồi, 8, 9, 10 năm gì rồi. Thì cô ba nhỏ nhớ lần đó là đi ăn ăn mì Quảng ở nhà của bên nhà của anh ba. Thì lúc đó cô ba nhỏ nhớ là đi đâu về đó, cái rồi thì hình như đi chơi với bạn hay sao á, rồi cứ đi về, cái rồi má của anh ba mới làm cho cô ba nhỏ một tô mì Quảng, rồi cũng ăn nhá, rồi mình cũng ăn xong rồi cái mình cứ để bụng, mình cứ nhớ ở trong đầu là đây là cái món mì Quảng đây. Thì ra là đây là cái món mì Quảng. Trời, cái món gì mà nó dở dễ sợ. Cái gì mà nước gì mà không có nước lèo, ăn toàn là mì không à, mà nguội ngắt à. Rồi có lần kia thì cô ba nhỏ kể cho anh ba nghe là ăn mì Quảng gì mà dở quá chừng, mì Quảng gì mà nguội ngắt à. Nhưng mà rồi sau đó thì anh ba giải thích là không phải, là mì Quảng của người miền Trung á, thật sự là như vậy, là người ta bỏ rất là nhiều mì, rồi người ta chỉ cho một vá nước thôi, một vá nước lèo với lại vài cái muỗng thịt mà nấu ở trong cái tôm ram với thịt này á, thì cho vài muỗng đó tại vì cái đó là mặn, rồi còn cho một hai vá nước lèo cho nó sắp sắp, cho nó rất là ít thôi, rồi trộn trộn ăn. Cái cô ba nhỏ mới nói thì ra là vậy, cho nên là lúc mà mình ăn cái tô nước lèo mì, tô mì Quảng đó, cái mình cứ nói trời ơi cái tô gì mà ăn mì Quảng mà sao không có nước gì hết, ăn không được luôn, rồi cái gì mà nguội ngắt à. Thì chắc có lẽ là người ta bỏ ít nước
cho nên là nó không có đủ nóng á, cho nên chắc có lẽ là cái món này ăn không có nóng lắm ha. Tới bây giờ thì anh ba cũng ăn như vậy, mỗi lần nấu mì Quảng ở nhà thì cái tô của anh ba thì phải để thật thật là ít nước, tại vì thích ăn cái kiểu đó. Nhưng mà còn ngoài ra thì nhà của cô ba nhỏ thì ăn cái kiểu mà ở Sài Gòn quen rồi, giống như là ăn hủ tiếu, ăn phở, bún bò Huế vậy đó, thì là một cái tô phải có nhiều thiệt nhiều nước, không phải nhiều thiệt nhiều nước nhưng mà cũng giống như nhiều nước, giống như hủ tiếu vậy đó, và thật là nóng. Ba của cô ba nhỏ lúc nào ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn cái gì đó mà món nước á là phải thật là nóng, nóng thiệt là nóng mà bốc hơi ra luôn. Còn anh ba thì anh nói là ăn cái món mì Quảng này không cần nóng lắm. Thì vậy đó, thì chắc là mỗi miền, mỗi vùng thì người ta ăn khác nhau. Còn cô bé nhỏ bây giờ thì biết nấu ăn rồi, là tất cả những quyền gì là nằm trong tay mình hết. Mình thích ăn nhiều nước thì mình bỏ nhiều nước, mình thích ăn mặn thì mình bỏ mặn, mình thích ăn không có nóng lắm thì mình làm cho nó không có nóng lắm. Nhưng mà nói chung là ai thích ăn cái kiểu gì thì mình cứ làm cái kiểu đó, tại vì khi người ta thích ăn cái món đó như vậy theo ý của người ta thì người ta mới khen ngon. Còn nếu mà mình làm theo ý của mình, dù cho nó ngon cách mấy nhưng mà đó không phải là ý của người ta, thì người ta vẫn kệ chê cái tô này là thật là dở. Cho nên là mỗi người mỗi ý, cho nên mình biết ý của người nào thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thích ăn nóng hay lạnh, thích ăn tiêu hay không tiêu, cay hay không cay, thì mình cứ làm y như người ta muốn, thì người ta lúc nào cũng sẽ khen là cái món đó của mình nấu rất là ngon. Bánh cày đây, bánh cày, bột làm bánh cày là khoai mì bào với trong này có gì nữa ra mà. Bột năng, bột mì hả? Rồi nêm nếm hả? Nó lại phải bỏ ớt, hành lá, phải bỏ Ớt ớt. cho mấy đứa ăn không? Không, không, không. Không, mà em tính Làm bỏ con nó nít cắt bỏ vô liền. ăn cho nên không có làm cay. Nguyên một này quá chừng luôn á. Đó. Đó, bây Nó giờ còn nhiều chuẩn bị là gì? Bỏ từng chứ cục chưa vô chưa đây nữa. nè. Chiên. Ăn xong rồi bỏ cái này. Ăn mì Quảng xong rồi nhà mình ăn cái này là ăn dessert nè. Dessert. Cái này nó phải dessert đó ha. Được rồi, nghe chờ cho dầu sôi lên. U dầu sôi rồi mẹ ơi. Có gì chưa? Có gì không? Chết. Mình trước làm một bịch thì ăn không đủ ha. Hôm nay làm hai bịch. Hai bịch. Nhưng mà cái này là mỗi một cái mỗi. Mỗi ớt rồi. Mình mỗi tay mình hết ăn được. Để mẹ phải lấy, mẹ phải lấy cái muỗng dài mới được. Cái muỗng dài. Dài nó hơi bị dính dầu. Nó không bị dính, không bị văng dầu. Để coi được nó không. Mồi này chóc mà, mồi này chiên cái giò đó. Mình nó chưa được, không thơm quá. Được. Đó, nó đẹp quá rồi. Chiên cái giò thấy ngon lắm. Rồi, sắp được rồi nè. Đó. Mỗi tay con. Wow. Chúng mình ăn thôi. Ở bên Cali là nó bán 1 đồng 5 cái á.
bốn cái, bánh gì ăn bánh chuối cục cục giấy ngọt cũng đồng bốn cái luôn, bánh cam cũng đồng bốn cái luôn. Cái gì múc bỏ vô đi, vô gấp ra hết mới bỏ vô để rửa chín cái sống vô chiên cá này hay là gì cũng bỏ ra hết chín xong chứ bỏ cái sống vô trong đây rửa nó dính vô cái sống này sao được, thịt cái cá thì cũng vậy. Rồi đó xong nha, rồi một dĩa đó rồi đem ra ngoài ăn được chưa, chưa từ từ nó để bỏ này vô đã rồi đem ra. Xong rồi ăn thử cái thịt thôi. Để ăn thử coi có ngon không nè. Giòn không? Dạ. Ngon. Bưng ra rước ăn nè. Để ăn trong chưa, chưa xong nè, đất cây nè, đi tiếp. Làm bao nhiêu là đổ ra dĩa rồi ăn liền cho nó nóng giòn ha. Đó, hấp dẫn lắm rồi nha, nóng hổi luôn. Rồi lấy một cái cắn thử một miếng nè. Chiên xong hết rồi nè, bây giờ còn lại một dĩa này với lại một cái dĩa bự này nè. Đó, tại vì hồi nãy chiên bao nhiêu đem ra là ăn liền cho nó nóng giòn, thì bây giờ chiên xong hết rồi, những cái phần này còn dư lại nè, đem về nhà rồi có gì ngày mai thì mình có thể chiên lại mình ăn hay là mình hâm lại mình ăn, rất là ngon. Thằng nhỏ con của cô ba nhỏ cũng thích ăn lắm á. On my sunshine, on my only my sunshine. Không ấy mình nói, anh nói mình sắp làm phố. Rồi cái ông ai cười vậy? Ít là ngon. Vâng, nhai con chân ta, nhai con chân ta, nhai con chân ta.